đường nó nhiều ngọn quá rồi nè. Hôm nay nhà mình có tiệc rồi mà. Tiệc tuần nè. Wow. Mà tiệc là bữa nay là đại con á. Sao lại đại con? Thì mẹ bận rộn đâu quá rồi không có làm gì món gì cho con ăn bữa nay á. Mẹ làm những cái món mà con thích đó. Món con thịt là món gì? Thì chơi riết cái mặt đường ra luôn. Quên cái món gì mình thích luôn nữa hả? Thì bánh xèo với bánh bột lọc nè. Ô, cái này bánh xèo và con biệt nè. Mà cái này là bánh bột lọc cơ mà. Sao nhìn giống trái lựu đạn quá vậy mà? Thì tại vì nhà nó còn hết hết lá. Thành ra mẹ lấy cái giấy bạc mẹ bọc đỡ. Nhưng mà ăn nhầm gì con, miễn là chất lượng được rồi. Con thử một cái gì mới hấp nóng nè. Con không ăn đâu. Nhưng mà bữa nay làm cái gì mà cái giọng nặng nề quá vậy ta? Nghe mà khó nghe quá vậy. Ồ mà con thấy cũng kỳ ta. Sao mẹ người Nam phổng mà sao con nói giọng Huế vậy? Sao mà thì dễ hiểu thôi, tại vì mẹ sinh con ở Huế. Mẹ sinh con ở Huế, con nói giọng Huế. Vậy sao lâu lâu con lại nói giọng Bắc hả mẹ? Vậy là con là người Bắc hay là con là người Huế? Sao bữa nay thắc mắc như vậy? Thì đơn giản thôi là tại vì ba của ông là người Bắc. Ba con là người Bắc? Ừ. À, vậy con biết rồi. Biết như vậy? Vậy là ba con là người Bắc, còn mẹ là người Nam. Rồi ba mẹ gặp nhau tại Huế. Rồi đời đẻ con ra ở Huế đó. À, mà thôi, con thích nói giọng Bắc hơn mẹ ơi. Giọng Huế con mệt quá. Ừ, nói vậy mẹ dễ nghe hơn đó. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Chà, cái này cho bộ yêu đời vậy ha. Chứ không bao lâu. Có tình yêu rồi phải không? Đâu có mẹ. Nhìn cái mặt là biết rồi. Đừng có giấu tôi. Sao có thì nói thiệt cho mẹ nghe đi. Thảo, con mới có chút chút à. Tình yêu mà có chút chút đó hả? Nhìn cái mặt kìa. Đâu, kể cho mẹ nghe. Cô ta ở đâu, con gái nhà ai, ở đâu làm gì, cao thấp, rồi học giỏi hay là không, rồi chủ yếu á là có tin Chúa hay là không. Nữa, lại Chúa nữa. Ủa thích nhau thì yêu thôi, sao phải tiếc vì vì tin Chúa? Mẹ kỳ quá, suốt ngày chúa. Tại vì á, mẹ là người lớn, mẹ đã trải nghiệm qua rồi. Chỉ có những người tín sợ Chúa mới có hạnh phúc và bền lâu thôi con à. Không, con vẫn hạnh phúc. Bạn con rất là yêu thương con. Nè, mua cho con dẫn một xoài nè, mày thấy không? Nè, vẫn hạnh phúc vậy, đâu cần thiết phải có Chúa đâu. Cái vật chất chỉ là phù du, không có đem lại hạnh phúc lâu bền đâu con. Ừ, mà Nam à, mẹ nhớ con đã từng tin nhận Chúa, cũng đã từng đi nhà thờ với mẹ. Mà tại sao bây giờ con không chịu đi nhà thờ, mà mỗi khi nhắc tới Chúa là con cự nữ là sao? Con đi nhà thờ rồi, mà mỗi lần nghe giảng con buồn ngủ lắm. Thà con ngủ ở nhà sướng hơn là đi nhà thờ. Có gì vui đâu. Mà gần đây mẹ thấy con kỳ lạ lắm nha. Mẹ rất là buồn. Tại sao con lớn rồi mà con không có chịu lo làm ăn gì hết á? Con có tối ngày cứ đi chơi bạn bè. Rồi bạn bè của con á, mẹ không biết tốt hay xấu. Nhưng mà coi nè. Tóc cắt cái kiểu gì hay là bị hớt chặt hay sai vậy? Rồi kiến nữa. Ủa, mẹ nhớ con đâu có cận. Mẹ quéo à. Đây là màu đen nè, kính đâu có mắt đâu, đâu có chồng đâu. Cái tóc này bạn bè con đứa nào cũng cắt vậy hết trơn á. Đẹp á, mẹ quê quá à. Thôi mẹ đừng có nói nữa, cái này của tuổi trẻ mẹ không biết đâu. Mẹ lớn tuổi rồi mẹ không biết mấy cái này đâu. Thôi, bây giờ thôi bữa nay á, vui vẻ một bữa đi. Mẹ làm bánh rồi, bây giờ dọn ra mẹ con ăn. Rồi ngày mai Chủ nhật á, đi với mẹ đi nhà thờ không con. Lại nhà thờ nữa. Thôi mẹ đừng nhắc mấy cái chuyện này nữa, con đã nói mẹ rồi. Con lớn rồi, con làm cái gì, con thích cái gì là quyền của con. Đừng bao giờ mẹ nhắc chuyện cái nhà thờ nữa, đi nhà thờ nữa. Con có muốn nói chuyện này nữa. Thôi mẹ muốn ăn gì con, mẹ phải dạy con. Mẹ ăn gì mẹ ăn đi. Giờ con phải đi. Nhưng mà tối nay con về trễ lắm. Đừng chờ con đi nha. Nam.
ơi, con phải làm sao đây? Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa mát mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé nơi thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Giờ này mẹ chưa ngủ nữa sao? Cái gì mà che che mặt vậy? Đưa mẹ coi. Dạ không sao. Dạ. Đưa mẹ coi. Trang ơi, sao dữ vậy nè? Hả? Dạ con. Tại sao vậy? Ai đánh con hả? Dạ không, con bị té. Té cái gì mà té? Đưa mẹ coi. Đi vô mẹ đắp đá cho. Sao mà nông nổi hay vậy hết nữa? Đi chơi tối ngày. Bởi vì mẹ đã nói với con rồi. Đâu? Đưa mẹ coi. Đưa mẹ coi. Đắp thịt đá gì con? Dạ thôi. Rồi có chỗ nào nữa không? Có chạy chỗ đâu nữa không? Dạ con, nó đấm vào mặt con. Hay là mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Dạ thôi không cần đâu. Không cần cái gì bầm hết trơn vậy á. Từ nhỏ tới lớn á, mẹ nuôi con á, không một chày xước một miếng nào hết trơn á. Bây giờ ra nông nổi như vậy đây nè. Con tại sao mà nó đánh con? Con bình tĩnh. Kể con mất hết rồi mẹ ơi. Mất mà mất cái gì? Rồi đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, rồi chiếc xe nữa mẹ không có thấy coi là con lái về. Mất hết rồi, bạn con nó lừa con, nó lấy hết tất cả đi cá độ rồi. Tại sao? Giờ nó còn đánh con nữa. Thôi con. Tiền của chỉ là phù du chống tàn thôi con à. Con còn có mẹ mà, bà Chúa nữa. Nhưng bạn gái con nó cũng bỏ con luôn rồi. Con mất hết tất cả rồi. Giờ con không muốn sống nữa. Đừng có nói gỡ vậy con à. Phần nghiệp con của tôi quá. Ngày xưa khi mà ba con á bỏ mẹ con mình, khi mà con còn chưa có dứt sữa, mẹ cũng nghĩ như vậy đó Nam à. Mẹ cũng tưởng là mẹ không sống nổi, mẹ mất tất cả. Nhưng mà Chúa đã thương mẹ, Chúa đã chọn mẹ. Mẹ biết Chúa, và từ đó mẹ được Ngài nâng đỡ, được sự bình an. Và mẹ mới đủ nghị lực nuôi con đến bây giờ đó. Con đừng có buồn nữa. Con thương mẹ quá à. Tội nghiệp con của tôi quá. Mẹ à, mẹ có biết tại sao con dám đi nhà thờ không? Tại sao vậy con? Bởi vì con nhiều tội lỗi lắm. Con nghĩ là Chúa không có tha thứ cho con đâu. Con nghĩ vậy là bậy lắm đó Nam. Mẹ là mẹ của con, mẹ còn thương con như vậy, huống chi là Chúa là cha trên trời, Chúa đâu có bỏ con. Bạn bè, người yêu có thể bỏ con,
Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ con đâu Nam. Thiệt là Chúa không bao giờ bỏ con không mẹ? Phải rồi. Vì... Ngài cho tha thứ hết tội lỗi của con chứ. Chúa có hứa dầu tội của con đỏ như hồng điều, Chúa cũng xóa sạch trắng như tuyết mà. Vì Chúa đến để tìm và cứu kẻ hư mất mà con. Thôi con đừng có buồn nữa, con còn có mẹ, có Chúa là có tất cả rồi con à. Dạ, con hiểu rồi. Vậy, vậy chuyện giật này mẹ con mình cùng đi nhà thờ nha mẹ. Ừ, nhà thằng mẹ con mình đi nhà thờ. Chú ơi, con cảm ơn Chúa, Chúa đã nhận lời cầu xin của con. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba.